Xin kính chào tất cả các bác và anh em. Em có một cái cặp vỏ thùng loa bốc xeo cho anh em về độ chế loa nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ lấy thước em đo luôn cái kích thước của cái cặp vỏ thùng này để cho các bác và anh em mình cùng xem luôn. Cặp này hình thước còn tương đối là đẹp, ok luôn các bác nhé. Rồi em lấy thước em đo luôn. Em sẽ đo các cái chiều cao, chiều rộng và chiều sâu. Chiều cao của thùng loa là 23, chiều rộng của thùng loa là 14 và chiều sâu tính cả cái căng là 21 cm. Đường kính của lỗ loa bát ở phía dưới anh em nhé, đường kính của nó là 9,5 cm. Em sẽ đo cái lỗ tâm bát ốc và lỗ bát ốc của nó là 11 cm. Cái lỗ này anh em có thể khoan những lỗ khác anh em ốp loa vào nha, nếu loa của anh em to hơn nhé anh em nhé, hoàn toàn ok. Còn đường kính của lỗ loa check nhé, đường chính lỗ loa check là 6,2 cm. Đấy, chỗ này nó lõm xuống như này, anh em nhìn cái cấu hình đó nhé. Rồi em sẽ quay gần xíu để anh em nhìn rõ về cái hình thức của loa. Em quay mặt trước anh em nhé. Đấy, đây nhá, lỗ chắc sẽ như này. Bát thì hình tròn rồi. Cái dây này, cái dây vẫn ở phía sau của loa. Đấy, bốn cái chân này sẽ tương ứng với bốn cái chân của cái căng này các bác nhé. Mình lắp vào. Cái căng còn khá là đẹp đây. Đấy, đó. Đấy, lớp bông còn nguyên luôn, mới luôn anh em nhé. Bông tiêu âm nhá. Đấy, mới nguyên zin luôn. Đấy, thông hơi, loa còn nguyên cả chạm loa luôn. Đấy, đây chạm loa còn nguyên đây. Đấy, hình thức ở phía sau đây cũng khá là đẹp luôn. Đấy, vùng ván hết các bác nhé, chạm loa đầy đủ, lỗ thông hơi đầy đủ, ống thông hơi đầy đủ luôn. Đấy, hình thức tổng thể cũng tương đối là ok. Đấy, nói chung là những loa cũ rồi thì có thể là nó có một vài cái điểm nhẹ thôi, nhưng mà không đáng kể với cái thùng này các bác nhé. Đấy, đây có một tí nó hơi sức sức đề can này, anh em chấm tí sơn nhũ vào đây nhé là ok nhé. Còn về cơ bản là cũng là rất là đẹp luôn. Đây, cạnh còn lại nó đây. Đấy, cạnh này cũng đẹp ok rồi. Nếu mình muốn ngon lành anh em lấy cái lọ sơn nhũ, anh em xịt sơn ATM ấy, anh em xịt qua một cái thì là nó đúng màu nhũ luôn. Thì rất là đẹp luôn. Đấy, các bác về lắp loa bát chép vào nhé, các bác chơi thôi. Đấy, lắp bê căng vào nữa, bê căng em sẽ lắp vào. Cái cặp vỏ thùng này em bán với giá là 180.000 bao ship các bác nhé. Đấy, 180.000 bao ship. Các bác chú ý là tất cả các đơn hàng nhỏ lẻ bên em các bác vui lòng chuyển khoản luôn nhé, em sẽ không bán COD đâu. 180.000, anh em nào lấy liên hệ với Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Rồi, xin chào các bác.